món này kêu bằng món gì kiệt? Gà này gà gì? Hả? Kho. Gà kho hả? À, gà kho. Gà trôi sông kho. À, rồi cái này là ếch xào. Ếch xào. Bộ đồ lòng ếch xào. Đây để ra đây rồi bới ăn cơm luôn đi, chịu luôn rồi. Kẹp áo vô kẹp. Thì cái này là Kiệt với Nhi đã nấu cơm, nấu đồ ăn xong rồi cả nhà. Đó. Đây là món này kêu bằng món gì Kiệt? Gà này gà gì? Hả? Kho. Gà kho hả? À, gà kho. Gà trôi sông kho. À, rồi cái này là ếch xào. Ếch xào. Bộ đồ lòng ếch xào. Ếch xào của Kiệu. Ừ. Rồi đem bưng bưng chảo ra coi. Cá cá rô biển. Cá rô biển chiên. Đó. Cá rô biển chiên nha cả nhà. Còn đây là canh chua nha. Canh chua. Nấu cơm hai vợ chồng làm đồ ăn mà từ từ 12 giờ tới 4 giờ chiều. Làm đồ ăn từ 12 giờ 4 giờ chiều luôn. Quần vô kịp. Mặc quần vô. Quần áo vô. Mặc đồ vô này rồi. Rửa cái tô luôn kìa. Ăn đây tôi có thau rồi. Rồi rửa hai chồng mình đem đồ ăn đi để ra đây rồi bới ăn cơm luôn đi, chịu luôn rồi. Lòng cứ chịu. Rồi quay ra đây nè. Bưng bưng để đâu nữa người anh ngồi đó luôn. Nói cái này 4 giờ mới được ăn cơm nè. Vậy ngon hơn anh đó, anh sáng giờ chưa có hộp cơm bụng luôn á. Cái mùi nóng. Bỏ chỗ ăn rồi. Vậy? Bỏ chỗ ăn rồi. Thôi mất công tôi tốn tiền cho ngược lại cho uống thuốc đau bụng nữa. Bưng nồi canh để đây cái nữa. Được không? Nhà của hai chồng của Nhi Nhi và Kiệt à, bữa ăn là thịnh soạn. Bữa ăn quá đỉnh luôn. Ừ, quá đỉnh luôn rồi. Bưng nồi canh lên nữa kìa. Gà nè. Gà nè, cá nè. Xào nè, canh chua nè. Rồi từ từ tôi lết. Quá đỉnh không? Hai vợ chồng ở bưng 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 nồi canh lại. Ở lòng rồi Kiệt ra ngồi ăn luôn. Ở buổi lòng mà ăn. Trời ơi trời. Trời. Mát bưng trời mấy đùi. Ở mấy đùi á. Cái đường này không đi. Nữa rồi sực nữa rồi mới làm lành chút xíu rồi. Thôi bây giờ bữa cơm ăn cơm nè, ngồi ăn cho ngon miệng đi. Tới giờ cơm rồi không cự cãi nữa nè. Tới giờ cơm ơi. Để cho ăn ngon miệng. Quá trời đồ ăn. Nó nhẹ nhẹ được rồi. Tính rồi ăn đi. Bún không hầm lại Nhi. Bún không hầm lại. Trời ơi, trời ớt. Không ăn ớt thì vậy. Quá à, đồ ăn rồi. Kiệt tới giờ ăn cơm hút thuốc gì Kiệt? Bỏ thuốc đi, cơm đi. Rủi thuốc đi, ngồi hồi hả? Hồi hút nè. Ờ, cho mấy nhỏ miếng cơm kìa. Đi vậy, kéo áo lại kìa. Chồng ra ngọn cơm đi. Kiệt còn áo vô kìa. À.
sao có thao giống con chó vậy? Thao con chó cho là của ai? Trời ơi, đèn ơi, bới cho nó ăn mà. À. Nghe hết hồn. Kẹp áo vô kìa. Ổn rồi. Vô mà áo vô, mà áo vô ngồi ăn. Hai chồng ngồi ăn cái bên cho tâm tình đồ cái. Ờ tâm lạc cũng vô. Hả? Máu vô đi. Chưa ăn. Chúc mấy ăn. Muốn cá. Ừ. Này ở chợ cô hai cho nè. Ừ. Ngồi đi ra. Đâu dữ gì vậy? Sáng giờ. Ăn cái mỏ chua nhọn dữ nhỉ. Cho tao con. Cay vậy. Cái chị này bà không biết ấy, có ăn nguyệt á. Ừ. Dạ em không thích ăn ớt ha. Ừ. Cay ha. Trời ơi. Ăn canh nữa. Chàng cho mấy cuốn. Bữa ăn kiệt dài nhi là quá. Quá sức tưởng tượng. Quá sức. Cho con gái tôi đó. Có hai người mang cái này là bằng cỡ chục người đó. Cổ bằng là cổ cho chục đó. Một đàn. Ừ. Không. Cái công lá. Ừ. Nè đâu có tủ lạnh đâu. Tôi phải làm cho hết. Cái gì vậy? Quả dịnh. Không có cái này là hiểu lầm, hiểu lầm. Tới không chuyện với ổng vậy đó. Ăn tô bún đó rồi ăn cơm nổi không Nhi? Tôi thao bún đó quá tí rồi. Nè 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 nè. Ngon vậy? Cho ăn thùng nước à. Nè 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 nè. Là cái đó lóng phèn rồi muốn ha. Nước đó. Ngon. Ăn kêu thùng nữa. Áo vô bữa cơm ăn đi kiệt. Áo vô cho lịch sự lên cái. Có ăn không? Cay lắm á. Ừ. Rồi ăn chung nó luôn hay gì vậy? Có, giờ. Nó ăn cơm thấy mình ăn bún giờ không muốn ăn cay ăn. Ừ. Cay chơi không ăn. Đây. Ra đây. Bữa cơm dương luôn hả? Vô mày hốt đi. Mày hốt ngồi đi ăn đi. Ừ, máu vô. Đi, ngồi cái lịch sự đi. Rồi cơm ra xịt từ từ. Ngồi đấy kìa, thịt đồ đầu xào của tao ngồi tao ăn đàng hoàng. Nó cơm khét đáy luôn. Trời ơi, kìa ăn mạnh dữ kẹt. Hả? Tám rồi dưới hết đủ. Ờ, nó ăn. Ai nó mới mập. Vậy. Ăn không thấy mập. Ăn thấy mập ha, ăn như là một nhiều thứ anh ăn chừng ba là chắc ba lần. 40 gì. Một nguyên một ngày anh ăn sợ chưa được nhiêu nữa. Không. Ăn mạnh ha.
rồi ra ngồi bên đó kìa, dưới đó kìa, rồi có cá nè, canh nè, thì đầu xào nè. Rồi Nhi nghỉ ăn cơm đó hả? Vậy là xong đó hả? Rồi, rồi tao lấy máy rồi. Sạc thì để sạc đi. Đậy giờ rồi. Thì ăn thử miếng gà còn kẹt làm con ngon không? Ấy cái đùi đó. Ăn thử gà của anh yêu ơi, làm ơi, ăn được không? Gà ẩm thực gà. Gà dưới sông. Gà trong sông. Dòng sông nè. Gà dòng sông. Thôi em đi làm chuyện của em rồi. Thôi ngồi đi, kệ ngồi xuống ăn đi. Kệ kệ ngồi đó kìa, là có bên nó có canh có rau rồi, ngồi đó đi. Ừ, ngồi đó đi. Ừ. Rồi ngồi như đó đó, có nhân chỗ đầu xào đó. Quay mặt qua đây nè. Qua đây nè kìa. Ừ. Tôi đi kiếm dẹm rồi. Cái mồi dẹm hả? Bên cái mồi dẹm mồi dẹm. Ở đâu? Sát bên nè. Ừ. Ông này không phát cái bệnh lắm thôi. Bệnh non. Chơi nguyên một thao. Ông này nói chuyện mở miệng tục tiểu à. Ăn thật dòng sông. Thì thôi ha. Ừ. Em á, không biết nói tiếng tục, tiếng gì đó. Ừ. Tại vì ở dưới nhà em á, gia đình nói chuyện ha, giận dữ lắm là không bao giờ một tiếng tục tiểu, bởi vì mình quen rồi. Ừ. Từ lúc ở chung với ổng giờ, ổng chưa bị bệnh lây hay gì, mà lây cái gì không lây, đi lây cái tầm bậy tầm bạ, lây cái chữ thề. Còn khi giận cái tự nhiên thốt lên câu nhấn mạnh câu văn liền à. Ừ. Anh yêu em nha. Nhi sớm ăn gà đó Nhi. Gan giả không dám ăn. Hả? Gan giả không dám ăn. Gan giả hả? Sao hả? Sức ca tốn 1 triệu mấy nữa hả? Gan giả thiệt hả? Thiệt. Đợt rồi bị mắc té dưới kinh này nè, mắc 2 cây nữa. Ở trên chỗ chính giữa này ha. 2 cây lận. Ừ. Thì cái này mình đâu cắn xương đâu, thịt mà. Ừ. Chọc thịt mà. Em sợ nhất là dính răng. Ừ. Lại ăn bún thôi, rồi lúc nào người em vậy. Ăn nào cũng phải có cái tấm. Răng nó không như người ta. Ừ. Nghe chám vô chấm vô. Rồi ừ. Khó chịu là ăn không ngon liền à. Ừ. Quả em đi ăn chung với ai khi em cũng ít ăn, uống nhiều hơn. Tại em sợ khi mình đang ăn ngon miệng á. Ừ. Cái người ta tưởng cái nào mình nghĩ nha, người ta tưởng đó là người ta nấu đồ ăn không ngon á. Ừ. Hay hoặc là người ta kêu cái món đó mình không thích gì vậy đó. Ừ. Đó. Còn ai đi chung với em thì người ta hiểu. Thấy em đang ăn ngon miệng phải không, mà tự nhiên ngồi em dừng đũa là hiểu rồi. Là kiếm cái tâm rồi đó. Bộ không có đồ ăn cho khóc kẹt. Đang ăn mà cũng khóc nữa. Nhớ được rồi. Đồ ăn nhóc kìa ơi. Nhớ được rồi, ai đi chung với Phúc rồi. Ừ. Đang quay em. Mọi lúc đó em đang buồn á. Ừ. Đang khóc á. Yeah. Ừ, đang. Tự như ổng làm cái. Ừ. Cái. Tự nghe cảm xúc thì đâu mất tiêu mẻ đó. Nỗi buồn không đi đâu đi theo. Cái đánh giấm của ổng rồi. Mà ổng làm cái răng như cái đờn kiềm vậy đó. Ừ. Ừ. Nhi đó học lớp mấy nhỉ gì? Dạ lớp 3. Lớp 3 ha. Thấy em ở ngoài đây mà em nói chuyện thấy cũng có trình độ nha Nhi. Trong đó em, gia đình em dạy em đủ chuyện cho á. Ừ. Như là cách sống rồi cách nói chuyện, ăn nói với người lớn nghe rồi dạy nói biết chuyện. Ừ. Gia đình em như vậy chứ cũng dạy cho con cháu con khéo lắm. Ừ. Tại vì do con cháu nó lì lợm. Như trong nhà con cháu của mình anh em đó là trôi sông lật chợ đó. Ừ.
Còn người ta có bến đổ hết trơn hả? Ở trong người ta có học có hành nghề hết trơn rồi, ra trường. Rồi công việc cũng có hết rồi. Còn như em thì nó dạng như lục bình vậy đó. Em thấy em tuổi không? Không. Buồn thì có buồn. Em suy nghĩ sao? Em cứ cho là tại vì gia đình mệnh thôi. Số phận ha. Cũng phải do số phận thôi, tại vì do con người mà. Lựa con đường đi mà nó không chính xác thì gắng mà chịu. Chứ mình trách ai vậy? Đâu phải cha mẹ hay chồng họ mình ép mình đi con đường đó thôi. Tại do bản thân mình thôi. Trong ra người lớn ai mà không muốn tốt cho con cháu. Tại do mình. Bây giờ có đau khổ bây giờ cũng phải gắng chịu nữa. Tôi không để ý cái cây đó luôn. Nãy xếp cái cây đó một cái rồi tôi bỏ vô cái chua liền. Cái này hả? Không, cái cây hành đó. À, ngồi gai. Không. Rau rau gì đó. Rau đó người ta ăn người ta chị hoa được hay đó. Rau cần dày lá. Đúng rồi, rau cần dày lá. Vậy mà cũng quên được. Không nhớ. Hết nói hả? Trời ơi. Rồi thôi bữa cơm chiều của Nhi nha. Và Kiệt thì Tiến tạm dừng video nha. Kính chúc tất cả cô chú anh em buổi chiều vui vẻ nghe cái nhà. Chào khán giả Nhi. Nhớ subscribe và comment cho Nhi chứ nhá. Và đóng góp những cái ý kiến nào đó cho Nhi biết. Để Nhi học hỏi và nghe những lời bình luận của cô chú anh chị em.